Xin chào cả nhà. Hiện tại thì Phong đang có mặt tại nhà anh Huy, chủ kênh YouTube Thú Vui Dân Dã. Anh Huy thì đang ngồi ở phía bên chòi bên kia. Lúc trước thì anh Huy có hướng dẫn Phong làm YouTube và là người đầu tiên mà chia sẻ Phong về các kinh nghiệm làm YouTube. Ngay tại kênh YouTube của anh thì thường xuyên đi ghe, đi tàu và thường xuyên bắt cá, câu cá. Thậm chí có ngày anh bắt cả 100 con cá và sát sanh rất là nhiều. Nhưng mà gần đây thì anh Huy có một cái hướng về Phật Pháp và có rất nhiều điều khiến cho Phong khá là bất ngờ. Gần như là anh bỏ hết tất cả cái việc sát sanh, ăn chay và hướng Phật một cách kỳ lạ. Và để rõ hơn thì chắc có lẽ mọi người sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện của Phong với anh Huy như thế nào nha. 3 năm trước khi mà tình cờ biết anh Huy á, thì coi các clip của anh rất là thích. Em thích nhất cái clip mà lúc đó anh cầm một con gà, anh cho một cái đàn cá ăn. Trong khoảng hơn một phút á, cá nó rỉa sạch con gà luôn. Đó cũng là clip em coi luôn á. Em coi clip đầu tiên em coi của anh là clip đó đó. Và hồi đó thì em rất thích về anh cái chuyện đi câu cá này, giới thiệu một cái vùng quê ở giữa lòng Sài Gòn. Và bắt đầu từ câu chuyện anh tạo lên cảm hứng cho em làm YouTube. Và gần đây nhất thì em cũng khá là bất ngờ khi mà thấy anh có một vài nội dung clip nó thay đổi so với những nội dung bình thường. Lâu nay thì anh hay chèo ghe, chèo xuồng đi bắt cá, câu cá. Thì gần đây thì anh có một clip mà anh có thể chia sẻ cái câu chuyện đó cho mọi người được rõ hơn. Được, anh cũng chia sẻ luôn. Thì anh cũng làm YouTube cũng trên 3 năm rồi. Chuyên về săn bắt, hái lợm, rồi đi theo bà con mình khắp nơi, khắp chốn. Ai săn bắt hay bắn giết con gì thì anh đi theo hết. Rồi bà con làm ăn, làm cho ăn luôn. Anh gọi là rất mê săn bắn. Rồi trước đó anh cũng mê bắn, anh có súng hơi luôn nữa, lúc còn nhỏ đó. Nhưng mà cái cơ duyên là bữa cái chuyến đi cuối là ở miền Tây á, ở Mỹ Sương, Cao Lãnh, Đồng Tháp, đi với bạn được miền Tây á, đi ra câu cá. Thì câu mấy ngày trước thì không sao, nhưng cái câu cái bữa đó thì đem cần câu ra quầy chỗ bè người ta nuôi cá ngay chỗ Mỹ Sương á, thì câu đang câu ấy, tự nhiên cái có cái một cái gì đó cứ thôi thúc mình nghĩ đến một cái những cái lúc đó mình cũng đâu biết, cái cứ nghĩ là nghiệp rồi gì đó, tự nhiên có những cái từ đó mà hồi đó giờ mình cũng chưa nghĩ ra, đó là đừng có nên sát sanh nữa, sát sanh là sẽ chịu với những cái quả báo nặng như vậy đó. Rồi cái từ từ mình nghĩ, ủa tại sao mình phải cứ chạy theo sát sanh mà chỉ là về thú vui thôi chứ không phải là mình cần ăn con đó nữa. Tại nhiều khi anh câu về anh chủ yếu anh đổ lại xuống ao, hoặc là đổ ra ruộng, hoặc là cho người khác thôi, chứ cũng ít khi nào mà nhà mà mặn ăn lắm. Nhiều bạn cũng hỏi sao câu cá rô cá trê về cả đống mà không chịu làm món cho người ta coi. Nói, mình cũng thích cái kiểu như câu để tham vui thôi. Rồi xong tới đó cái nghĩ, rồi xong cái tự nhiên lại nhớ cái Phật Thích Ca. Mình đó giờ đi câu mà sao lại nhớ vậy? Nhớ ổng là cái ông một thái tử gì đó, rồi bỏ triều đình, bỏ vợ, bỏ con, bỏ lâu đài, bỏ vàng bạc quyền lực để giác ngộ Phật. Cái mình nói, ủa không lẽ mình giác ngộ sao? Mà con cá ăn thì giật không dính rồi. Vừa nghĩ tới những cái câu chuyện đó là mưa ầm ầm kéo tới ở bè đó, thì cũng có bạn được. Tại cái clip đó anh cũng quay đang câu mà mưa tới đó, anh nói tự nhiên giác ngộ. Chứ đó mình giờ mình đâu có biết giác ngộ là cái gì. Là mình luôn thôi thúc mình nghĩ đến những cái điều đó, xong cái bỏ cần. Nói thôi được rồi, anh hết câu nữa, được rồi, được rồi. Thôi em câu đi, anh ngồi anh quay phim cho em câu. Rồi thì bạn được dẫn câu, anh vẫn ngồi đó, rồi cứ nghĩ ngợi gì lung tung về những cái từ Phật Pháp mà hồi đó giờ chưa bao giờ hiểu, phổ độ chúng sanh, hoằng dương Phật Pháp các kiểu. Nó ủa sao cứ cái đầu nó nghĩ gì cái những cái từ gì mà nhiều khi anh không hiểu nó là cái gì luôn. Rồi thì mưa rất là to, xong mình cũng nói trong cái clip cuối cùng đó là đi mưa to, xong cái bạn được nói thôi ông này tào lao thiệt chứ đi câu mà lại ngồi im vậy đó. Rồi anh bỏ cần luôn. Rồi câu tới từ 2 giờ mấy tới chiều. Tới chiều là cái anh thấy có một nhóm người câu lận, câu chung người ngồi, anh với được ngồi trên một cái ghe, mấy bạn kia ngồi trên cái ghe gần gần cái bè đó đó. Thì thấy mấy đứa em kia nó câu dính 2 con cá chép. Anh nói chút có, tại nãy anh có quay tụi em dính cá lên nha, chút tụi em mà về thì đem qua đây cho anh coi, anh quay cho người ta thấy để cá chép bự nhỏ. Thì nói vậy mình quay thôi, chứ nghĩ cái nó thôi giờ mình không câu nữa thôi, mình cho cần câu đi. Mà cần câu là 2 bộ mới mua là khoảng 3 triệu mấy đó. Thì lấy một cái ẩu câu cái cho cái bạn đó, hỏi em tên gì, cái nói tên Phúc, thì anh cho cái bạn tên Phúc. Rồi xong cái khi mà câu suốt hết buổi á,
tối rồi đó, cái đi về đó thì hai em dính cá chép nó ra, cái anh hỏi hai em tên gì, tại thường anh hỏi tên lắm, nó nói em tên Tài với thằng tên Linh, nó bắt hai cá chép bỏ ra ghe cho anh quay. Thì trước cái ngày câu này là trước cái đó là có một bạn tên Thành nữa, Thành là cái bạn đầu tiên dẫn anh với được đi câu, là trong cái chuyến mà cuối cùng á, là tại anh đi mấy ngày chứ không phải ngày đó, là tên Thành nữa. Rồi xong hãy được mà câu dính con cá nào á, cứ bắt video con cho Dạng Sóc Trăng coi, ờ à, nè tao với anh Ba nè câu cá bự gì nè đó, thì nói chuyện với Dạng nữa. Thì xong cái về xong khỏe cá rồi, xong cái lên bờ anh nói thôi được rồi, hai bộ câu mới thì anh tặng cho em một bộ, à, em để đây một bộ, bữa nào Dạng qua thì em cho Dạng giùm anh. Rồi xong anh em về thì lái xe từ Mỹ Sương là nhà vợ, ba vợ của Được, chạy về Cao Lãnh là chỗ Được mà thuê nhà trọ ở đó. Thì hai anh em về đó đi tắm, mà đang tắm cái tự nhiên đọc tên là mấy cái bạn đó, cái đã mình nghĩ chữ giác ngộ mà bây giờ đọc tên nè. Lúc đó anh chỉ nhớ năm tên là Tài, Linh, Thành, Dạng, Phúc, nhưng mà khi mà đọc lại hết nè, Quy, Tài, Linh, Được, Thành, Dạng, Phúc là bảy người trong cái chuyến câu đó anh liên lạc, anh nói chuyện rồi anh gặp gỡ đó. Thì là anh giật mình, anh vừa tắm xong anh hoảng loạn, anh nói Được ơi có cái điềm gì rồi, Được ơi, Được nó tắm ở dưới, anh chạy lên gác anh tắm, nó nói gì anh Ba, nó nói nè anh đọc tên cho em nghe, em giật mình không đó, Quy, Tài, Linh, Được, Thành, Dạng, Phúc rồi đó. Rồi xong cái tắm xong cũng anh em cũng nói chuyện bình thường, nó kêu anh ăn cơm mà tự nhiên sao anh không muốn ăn, cứ người cứ rưng rức mà nó có những cái luồng gì nó chạy trong người á, mình cứ sao đó nó bồn chồn khó chịu lắm. Nhưng mà nó lên gác, nó trăn trỉ anh xuống ăn, rồi cũng ăn miếng. Rồi xong cái tại bữa đó là có chị hai Được tới ngủ với con Được, là chở từ nhà ba vợ về nhà Được luôn, là nên vợ ngủ với chị hai với bé nhỏ ngủ trước ở dưới, Được nó trèo lên nó ngủ trên gác với anh. Vừa nói vài câu thì anh vẫn cầm điện thoại anh chơi cái Kenry đi rớt Saga đó, anh nói chuyện với nó, quay qua nó ngái cái tự nhiên anh giục cái điện thoại xuống, có người ép anh vậy đó, bắt rồi quỳ cái tay, đầu tiên là cái tay như vậy, xong sau đó quỳ khép bằng cái tay như vậy đứng ngồi tắm rồi cái tay như gì mà những cái động tác này anh chưa biết nó là cái gì, xong bắt đầu nghe cái giọng rất là lớn sang sảng, rùa ơi con có biết ta không, rùa ơi con có thương ta không, rùa ơi con có muốn theo ta không. Mình trời, dạ con biết rồi con, dạ con sẽ theo người, mà thực sự anh cũng chưa biết người là ai. Con có biết ta là Đại Đức Thích Ca Mâu Ni không, hôm nay ta đến để giác ngộ cho con phải quay trở về đường ngay, con rùa đã đến ngày quay đầu là bờ. Rồi bắt đầu là người nói những câu đó là quỳ xuống mọp lại, mà được dạy cái tay là cứ vỗ sạn bầm 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 vậy nè. Rồi xong vừa lại xong cái vừa ngưng cái anh nói ủa mà đâu thấy người, cái thấy Được nó nằm nó ngủ khò khò gì, anh ngửi thấy không lẽ là cái người nhập vô Được. Anh quay qua anh lại Được, ổng cười ha ha ha, không phải thằng mập địch đó đâu, ta là đây, ta trước mặt con đây mà mở mắt là không có thấy, mà cứ nghe cái giọng rất là to. Rồi xong cái bắt đầu người kể nè, ta kể cho con nghe nè, từ nhỏ nè con ham thích bắn chim bắn thú, con bắn con không ăn, con cho người này con cho người kia, rồi một ngày ta cho người bắn một viên đạn vô đầu đùi của con có nhớ không. Thì đúng đầu đùi anh vẫn còn cái viên đạn đây, em sờ ngay đây là vẫn còn cái viên ngay đây đó. À đúng rồi, nó cầm quá. Cái này anh không lấy ra không sao? Không lấy ra được, đi xuống bệnh viện nha gia đình. Đúng rồi. Ừ, bạn nào muốn ra rồi đây. Rồi thử đi. Đây. Đây. Nó cầm ha. Nó có giống inox vậy á. Ừ. Cái cục đạn chì á. Đạn nó chạy lên chạy xuống. Ừ. Đạn 4 ly rưỡi hay 5 ly rưỡi gì đó, đạn đó, xuống đó. Hơi á. Mà xuống bệnh viện người ta chụp hình, ta bệnh viện gia đình nào mà người ta xong kêu công an vô nữa. Kêu công an vô tại điều tra coi sao mà tưởng như đánh nhau vậy, cứ bắn đạn á thì nói vô tình thì đi săn thì bắn trúng, mấy anh em công an ta cũng nói thôi ta cũng xí xóa vậy đó, rồi chứ không phải đánh nhau, tại hai đi với thằng bạn nữa nó cầm cái súng, anh cầm cái súng nó bắn vô đùi đó. Người mới nói ta cho bắn vô con á để con biết khi con bắn muôn lồi đau thì con cũng đau,
mỗi khi trời lạnh chân con còn đau buốt để con nhớ lại con đã giết muôn loài như thế nào. Rồi kể anh nè, từ nhỏ con đã là một cái thằng rất là học dở, học ngu. Con ở cái thời khổ, là kể lại cái thời mà gia đình còn tàn sinh năm 78 á, ăn bo bo như thế nào, rồi ăn cơm với nước dừa như thế nào, ăn kho quẹt như thế nào người nói. Rồi kể nè, con học ngu đúng không? Nhưng mà ta cho con được đi tàu viễn dương, đó là ta cho con. Chứ con tiếng Anh á, là cô con á, cô Phượng á, đánh cuốn sách vô đầu con á, con nhớ không? Ngu như bò, ngu như chó, con nhớ không? Đâu có ai được vậy. Nhưng mà ta cho con ở những nơi sang nhất. Khi con về đây, ta cho con làm trên tàu, rồi làm khách sạn Bạc Hà Sài Gòn. Rồi về Bạc Hà Sài Gòn, nhưng mà nghỉ mà về lại đi đặt vấn. Anh đặt vấn cũng cả năm á. Là từ làm khách sạn Bạc Hà là anh làm bếp lơ á. Mấy bạn bếp lơ thì sẽ biết là mấy người giám sát tầng á, đi coi mấy bạn làm phòng á. À, từ khách sạn năm sao, nhưng mà nghỉ cái rẹt cái là về đi đặt vớn bắt cá cho vợ đi bán, cũng khoảng gần năm rồi sau đó mới mở quán. Rồi người nói đó, người kể hết lại anh là tôi luyện anh là từ cái cao nhất rồi về làm cái bằng hèn nhất, rồi đi làm YouTube cũng vậy. Người sắp xếp nè cho anh, người nói đâu có ai mà cho cả gia đình con ra khách sạn Marriott năm sao ở Hà Nội mà ở cả tuần đúng không? Ta cho đó chứ đâu ai mà tốt như vậy. Mà cái người đó còn cho một cái số tiền 1.500 đô để làm cái nhà cho cái bạn Phúc ở dưới Bến Tre nữa. Đó là một người đó luôn. Người nói không ai tốt như vậy đâu. Phật cho đó, Phật mới tốt như vậy. Rồi kể anh nè, anh được đi ở khách sạn năm sao, rồi anh được đi núi đi rừng, nằm gai nếm mật với bà con đồng bào, anh đem đồng bào á, ăn rau rừng, cá suối, ăn cơm với muối ớt để anh hiểu. Cho anh lên Sapa đi chơi với những bạn đi xe hơi á, nhưng mà lại có một bạn dẫn anh vô cái buôn làng của bà con á, coi bà con 7-8 người trong gia đình á, ăn một nồi cơm nhỏ mà có mấy cọng rau với muối ớt à. Thì đó, cái đó anh cũng có quay lại người đó, ta sắp xếp cho con hết, con trải từ cái cao nhất đến cái bằng hèn nhất, con ăn từ món sang nhất đến những cái món đơn giản nhất, nghèo hèn nhất, để con thấu hiểu. Con đi với ai ta đều biết, ta đều sắp xếp cho con, để sao, để nhiệm vụ sau này con á, con đi với người giàu cũng được, đi với người nghèo cũng được, đi với trẻ em con cũng thương, đi với người già con cũng quý, để con nói họ sẽ nghe. Nhiệm vụ của con là theo ta truyền đạo pháp của ta cho mọi người, để họ sống tốt hơn, họ sống đẹp hơn. Thì đó là cái 3 tiếng mấy là cứ đọc những cái hành trình anh thu gọn vậy là thôi. Nhưng mà rồi người nói đó là anh mắc đái cái, con mắc đái đúng không? Ta biết, ta đọc trong suy nghĩ con đó, con đi đái rồi quay lại ta giảng đạo tiếp. Quỳ xong người nói con quỳ mỏi rồi đúng không? Con ngồi dậy đi, ngồi cái tự nhiên sắp bằng gì, xong cái ngồi sắp bằng mệt quá cái nữa, con nằm đi, con nằm xuống đi, là người đỡ anh nằm cái kiểu gì nè. Thì sau này anh mới biết là cái kiểu của Phật nằm xuống gì. Ta nói con nghe, khi nào con buồn ngủ ta cho con ngủ, cứ nói hết giảng hết rồi nói những cái từ gì. Con khi mà con còn quên kể cái đoạn nữa, là cái đoạn mà sau khi mà lại người xong á, cái người bắt nè, con biết con là ai không? Con là con rùa nhỏ 10.000 năm trước đó, con bò xuống trước chân ta để con nghe ta giảng pháp giảng đạo. Ta theo con từ đó, ta tôi luyện con rất nhiều kiếp khổ ải trầm luân trong thế gian để con hiểu. Con trải qua hết đắng cay mặn ngọt của cuộc đời cho con hiểu. Rồi sau đó cái bây giờ con hãy theo ta đi, ta dẫn con đi nè. Cái tự nhiên bò mập xuống, hai cái tay cứ nhúc nhích mà cái chân cứ quẹt như con rùa vậy nè. Bò thì anh vẫn biết, tại anh vẫn nhìn thấy cái gối phía trước mặt nè, cái niệm có đồ hình Doraemon của ấy á. Bò theo kêu nhắm mắt lại, bây giờ con nhắm mắt lại đi, ta dẫn con qua cõi ta bà. Nhắm mắt lại mà nghe sợ lắm, nghe cái kiểu như gió mà nó thổi rừng rung rợn lạnh người. Không có gì lo, ta luôn bên cạnh con, cứ bò theo ta. Cái tự nhiên mình nghe cái nói là ta sẽ siêu độ cho con,
nghe từ siêu độ cái mình nghĩ ủa chết mụ, không lẽ giờ mình chết, mình đi mấy ngày đây mà chưa gặp con mình thì mình chết tội nghiệp. Lại nghĩ tới mi với na, ông nói đừng lo lắng, đừng lo lắng, con cứ nhắm mắt bò theo ta. Cái tự nhiên con cứ quên hết đi, quên hết đi, tự nhiên không nhớ là được nữa. Cái bò tiếp, con vừa qua khỏi cõi ta bà rồi đó, con bò tiếp đi, bò tiếp đi. Cái bò cái ông nói bây giờ con đã qua khỏi trầm luân khổ ải, luân hồi chuyển thế rồi đó, bây giờ con mở mắt lên đi, con nhìn lên đi. Là lúc đó ngước cái đầu lên gì nè, đó con đã qua khỏi cõi ta bà, về dưới ta, về thế giới quan ca, con sẽ thống thanh bình an lạc. Là lúc đó người bắt đầu đọc thơ mà ngân dài dài ra gì nè, ngân người ngân cái tiếng nghe rất là dài, thiệt dài luôn. Là khi mà anh kết thúc cái bò đó, là bò cũng khoảng 15-20 phút á, người nói rất là nhiều nhưng mà anh không nhớ hết. Rồi bắt đầu là tới cái phần mà người kêu quỳ, rồi cái ngồi, rồi nằm để người giảng pháp giảng đạo, là khoảng anh biết là hơn 3 tiếng mấy đó. Và khi anh chứng kiến cái câu chuyện đó, anh thuật lại những cái người ở trong căn nhà đó thì mọi người có tin không? Lúc đó mọi người anh nói được thì cũng không có tin lắm. Anh nói xin lỗi được trước, tại sáng mà dậy á, cái nói thôi hôm nay anh ba về thì dẫn đi ăn sáng thì anh cũng kể cho được. Anh xin lỗi thì tối anh mà anh tại vũ mỗi lần dỗ quỳ là khoảng lúc thì 3 lần, lúc thì 5 lần, lúc thì nói nhỏ Nam Mô Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, có khi là Nam Mô Bổn Sư, nhưng mà chút người sẽ giải thích là Đại Đức hay Bổn Sư đều là ta, cũng như con đó, con tên Huy nè, con tên Quy nè, con tên Ba Rùa nè, con tên Quy Lão Tiên Sinh, Quy Lão Sư Phụ, như bạn con kêu đó, cứ kêu tên Phật là ta. Vỗ gì cái gác gỗ mà sợ, nói thôi được rồi anh xin lỗi, rồi tối anh có làm ồn gì xin lỗi, nói, ủa ông làm gì đâu, anh nói được rồi xuống anh xin lỗi chị hai với vợ được nữa, nói ủa em đâu nghe đâu, nói vậy mà hồi tối có người dạy anh á, nói là đại đức Phật gì đó dạy anh vậy đó, rồi bắt anh quỳ anh lại vậy đó, nên anh sợ, anh hôm nay anh về luôn không câu, xong rồi được mới dẫn anh đi ăn anh nói được rồi. Cái này phải có điềm gì rồi đó, em thấy từ ngày hôm qua tự nhiên anh không câu cũng được. Mà tối về lúc mà hai anh em tắm xong ấy, anh đọc cái tên đó em thấy không, rồi tối là có người dạy anh nữa. Thì em nếu mà bỏ được thì bỏ bớt, tại em thì còn con cái, nhưng mà mình câu con lớn em bỏ con nhỏ đi đỡ sát sanh, chứ giờ anh nghe vậy anh sợ quá rồi. Thì đó mới ra cái quán mà kêu đầu cá lóc ăn, anh đâu ăn được, ăn bún không à, mà về giữa đường lại ra ruột hết, ói ra hết đi ra hết dưới cái nữa giữa đường á, anh kể luôn, tại nó giữa đường á, anh thấy cái bà cụ cũng già đi lụp sụp, anh lại anh đi đường N2 về mà anh còn nhớ vậy luôn, lái xe cái anh thấy bà cụ, cái anh thắng từ lại, anh ngó anh tính xuống nói cụ đi xa gần để anh cho có gian, cái thấy cụ giờ sách giấy số ra anh cười anh chạy luôn. Rồi xong cái về cái đường cao tốc Trung Lương mình á, về gần tới Bình Chánh, anh thấy một cái nửa cái vỏ xe, cái xe nào cũng bể á, nó nằm giữa đường luôn, thì anh mới thắng tấp xe vô lề, anh bước xuống anh thấy xe tải chạy lại là nó cái làng sát làng cao cấp á, anh quắt nó ra, anh lấy cái nửa cái bánh xe đó, anh vừa dục vô lề cái anh nhớ lại liền, ủa cái chỗ này là cái chỗ mà lúc trước á, là anh có cự một tài xế mà lái xe ở Sóc Trăng hay Trà Vinh gì lên á, mà bể vỏ xe cái để ở đó luôn, mấy ổng xuống xe cái anh nói ủa sao mấy anh 4-5 người ra nha, mà anh đưa anh xuống anh nói anh đang quay phim nè, mấy người á tại sao mà bánh xe bể mà không lấy vô, tối người ta cán cũng là cái chuyến đó đi Đồng Tháp luôn, chở nhà dạng nguyên cả nhà dạng đi câu, thì khuya là 1-2 giờ anh vọng lên á, mấy người đó cũng muốn quýnh anh, nhưng mà nói mày là gì, mày là nhà báo hay sao, nó không là gì hết, nhưng mà mấy anh làm bể bánh xe mình phải lấy, tối bây giờ xe người ta chạy cao tốc mà người ta đụng vô cái nguy hiểm, rồi cái ông chủ xe ông cự anh, còn cái anh mà tài xế anh xuống nói thôi được để em lấy, rồi lấy xong anh lên xe anh về. Cái clip đó vẫn còn trên YouTube thì anh nhớ anh rợn người, anh càng rợn người, nói trời hôm nay là chắc thử mình nè, coi mình la người khác bắt người ta lấy cái bánh xe của người ta vô không, còn hôm nay tự mình thấy nè mình có lấy vô không. Thì anh lúc vừa anh vừa dục ra nó ra thì đường là anh xanh mặt liền, là chạy hết cao tốc cái vô Bình Chánh mình, 4-5 anh cảnh sát quắt lại, có một chiếc Innova nó đi trước anh,
Rồi thấy ảnh vừa tấp vô ổng lấy giấy tờ, còn anh vừa tấp xuống cái anh cũng móc giấy tờ ra, anh vừa bước ra cái cảnh sát chỉ gậy bắt đi. À, cái đó ha, đó thì xong về nhà mà khi quậy á, tại quay không đủ, nhưng mà Phật nói khi mà cảnh sát giao thông nó thấy tao chứ đâu phải thấy mày, thấy tao nó xanh mặt nó kêu đi liền đó, làm là tao à, tao đó, còn mày cũng tài lanh ha, thấy người ta bán giấy số mà ngừng lại muốn cho có gian, cho có gian là người ta bán giấy số, là nói ý nói cái bà mà anh bà ở N2 á, ờ đó thì đó lại càng sợ, chứ ở nhà xanh mặt hết lúc quay lúc có lúc không, chứ không nếu mà đầy đủ là 4 tiếng đồng hồ là còn nhiều câu chuyện lắm. Và có một clip anh đăng cách đây 2 ngày, và hiện giờ trên bình luận thì nó có 2 cái luồng ý kiến trái chiều. Một cái thì nói anh là có căn duyên với Phật pháp, tuy nhiên thì một chiều nữa thì mọi người nói anh là thứ nhất là anh bị một cái ma quỷ nhập chứ không phải là Phật pháp, thì anh có chia sẻ về để mọi người rõ hơn về câu chuyện đó mà. Thì anh cũng nói như vậy, nếu thì cái người mà nói xưng Phật với anh á thì người cũng nói tại cái cơ duyên này nó đến sau 2500 năm Phật lịch. Thì các bạn cũng có thể coi lại đi, thì khoảng hơn 2500 năm Phật lịch á, nên cái người ta sẽ cái người gọi người nói cái chúng sinh, người gọi là chúng sinh còn u mê tâm tối rất là nhiều, nên phải có những cái người như Quy á, sau này mình truyền dạy cái đơn giản từ Phật á cho mấy bạn, thì mấy bạn tỉnh thức ra thôi, nên người nó không sao. Càng nhiều mà lời chửi anh á, thì nếu anh mà tĩnh tâm, anh bình thường thì anh sẽ càng nhiều công đức. Chứ không phải nếu cái luồng mà chửi hay là chê bai á thì nhiều hơn. Tại người nói cái thời này là vậy, nên mình phải có người để làm tỉnh thức. Trong clip anh em thấy anh ngồi ở trên một cái chiếc phản gỗ đúng không anh? Và anh có những cái hành động và những lời nói em xem em bản thân em cực kỳ sốc. Thì anh có thể chia sẻ cái hôm đó như thế nào ạ? Tại người nói á, người cũng sẽ gọi là siêu độ cho bà ngoại anh. Tại bà ngoại của anh bệnh từ lúc anh mở quán tới giờ là cũng tới giờ luôn khoảng là 9 năm rồi. Bà ngoại bị tai biến á, quậy nằm một chỗ, nhưng mà cái lợi của ngoại á là ngoại vẫn lăn mình được. Nên người ngoại không có bị ghẻ lỡ hay gì những người khác. Ngoại lúc trước thì ngoại có thể tự múc ăn. Rồi sau này thì ngoại không có múc ăn được nữa. Thì anh nói vậy siêu độ ngoại là cho ngoại hết bệnh hay sao người? Thì người nói không phải vậy. Siêu độ là gì nè, ngoại con 60-70 tuổi còn trèo dừa đó, ta cho ngoại con cái bệnh đó để ngoại con nằm một chỗ không đi lại được, nhưng vẫn ăn vẫn uống bình thường. Con nghĩ nếu mà một người già mà 60-70 tuổi mà trèo cây dừa té xuống á, gãy xương á, cũng nằm một chỗ thôi, nhưng mà đau đớn trong xương trong tủy. Thì cái anh mới quỳ lại, anh nói thôi vậy thì giúp ngoại con, như cho ngoại con đỡ khổ đỡ ấy hơn, nếu mà được thì cho ngoại con về với người đi, đừng cho ngoại con nằm tội. Mà là bắt đầu lúc đó quỳ nhưng mà người chỉ lại mà kêu tớ lớn vậy nè, nằm trước cái võng của ngoại anh đó quỳ. Rồi xong cái người nói được rồi, ta sẽ siêu độ cho ngoại con là con rùa nhỏ mà, để ngoại lên lưng tự nhiên chui xuống đít võng ngoại nè, rồi bò như con rùa đó, cái cách bò y hệt cái anh bò ở trên nhà được vậy đó. Bò rồi xong khóc lóc tùm lum hết, rồi xong chút rồi nhẹ rồi xong là các kiểu luôn, vừa nằm quỳ lại rồi nhảy lên giường là kêu nhà vô hết. Tự nhiên cái nhà mấy anh chị em đâu biết gì đâu, về gom tụ hết rồi nói người này sao người kia sao. Thì kể tại có người cũng thắc mắc là nhiều khi cái câu chuyện anh biết, nhưng mà anh rất là tế nhị, anh không bao giờ hỏi lương của em dâu anh là bao nhiêu, hay mẹ anh lúc nhỏ là té giếng gì đó, anh sao anh biết được. Rồi hai tuổi mẹ anh đi bán dừa, mẹ nói ông Phật nói thì mẹ, khi Phật nói anh nghe được hết, anh vẫn hiểu mà. Nhưng mà khi mà anh trả lời anh nhỏ nhẹ, dạ con biết, dạ con hiểu, lúc lại hoặc là lúc mà nói lời nhỏ là lời của anh, còn lời to lời cao xuống thấp qua lại là lời của Phật. Rồi xong người nói mẹ anh lúc nhỏ, anh 2 tuổi thì mẹ anh đi bán dừa, mẹ anh cười nói không buôn bán lấy gì ăn, tại cái thời khổ mà 70-80 khổ, thì người mới kể lại là ăn cơm gì, ăn khổ ăn cực ra sao vậy đó. Thì kể nhiều lắm, kể từng người luôn, kể ngoại anh sao luôn, ngoại anh thì cái miệng bép xép,
tại ngoại anh chửi suốt à, chửi người ta, ngoại anh ăn trầu, rồi ngoại có lúc uống rượu nữa, ngoại uống rượu ngoại chửi dữ lắm mà không có chửi anh. Anh ở với ngoại đây nè, nhỏ tới lớn mà ba mẹ em ra kêu bán anh ở với ngoại không á, chửi mà chửi người ta không à. Hoặc nói là cái tâm ngoại con tốt nhưng cái miệng ngoại con chửi á, là miệng của ta, ta chửi để ta dạy con á, mà khi ta dạy con ta biết luôn nha. Mấy lúc con bực mình á, con lại bắt cái cassette á cho to lên để không nghe lời chửi. Nhưng mà mưa dầm thấm lâu con nghe lời chửi đấy, để răng để dạy con sống cho tốt đó. Con ra đời con thấy không, ai cũng thương cũng quý con là vậy. Đó là người tôi luyện anh từ những cái lời đó. Rồi kể chuyện ba chuyện mẹ, anh với ba anh giận nhau chứ. Giận trước đó cũng cả 2 tuần á, trước khi anh đi á. Mà xong cái sau khi mà làm ở ngoài nhà xong cái nè bây giờ cho nằm nghỉ xong cái khỏe rồi phải không? Khỏe thì bây giờ nè, con vô con xin lỗi ba con đi. Đã biết ba anh trong đây, ba anh làm đó đấy, lại vô đây hái rau. Vô xin lỗi ba con thì biết ba anh trong nhà. Thì đúng rồi, anh đi giữa đường anh gặp ba anh đang cắt rau dền trong đây. Thì anh nói thôi ba bữa con, hai cha con cự nhau. Tại muốn chở mẹ anh đi khám bệnh á, mấy cha con cự nhau. Ba anh kêu cầm sổ này sổ kia mà anh không chịu vậy đó. Thì cự nhau thì người nói nè, con còn cái lỗi là với ba con thì vô xin lỗi đi. Thì là xong đó. Vô xin lỗi mà anh nói thôi cha con mình có đâu mà giận nhau. Chỉ giận là không nói chuyện thôi chứ đi cũng gặp nhau ấy gì đó. Cái ở nhà cũng khoảng 4 tiếng, hơn 4 tiếng đồng hồ á. Anh cũng mệt lả chứ. Nhưng mà người cũng nói con còn chịu khổ dài dài, con còn sẽ quỳ lại để con siêu độ cho chúng sinh mà. Cứ hãy con thương ai á, ta biết con thương con nít, con đi con siêu độ cho tụi nó thì con phải quỳ lại ta. Và đến ngày hôm nay, từ hôm mà ở dưới Cao Lãnh á, là 3 tuần, là ngày hôm nay là ngày thứ 21 à. Và anh không ăn uống. Uống thì uống ăn. Uống thôi uống một ngày là một ca nước này nè, một ca nước hoặc là có mấy ngày đầu á là như sợ đói á bạn, sợ đói, gia đình sợ đói thì cho uống thêm một bịch sữa đậu nành, nhưng mà thực sự không thấy đói, gia đình ép phải uống vậy đó. Và vì sao anh lại 21 ngày qua anh không ăn uống gì, không ăn gì hết là lúc người có nói người sẽ gia hộ cho anh là vậy. Người xoa cái bụng anh nè, lúc ở được người cũng nói người cho cái túi càng khôn về ở bụng nè, để sau này theo người phổ độ chúng sinh. Anh không hiểu cái từ đó càng khôn là cái gì. Rồi xong nhưng mà khi về nhà đó, về nhà lúc mà 4 tiếng mấy ở nhà, người mới nói ta cho con cái bụng con nè, là không ăn á, túi càng khôn tất nhiên là anh không tham nữa, anh không có tham nữa, anh không, tại anh ăn rất là nhiều, mấy bạn coi clip sẽ biết. Đúng anh rồi. Đi đâu cũng ăn rất là nhiều, anh sẽ không tham nữa là đương nhiên. Sau này anh nói chuyện cho người khác nghe đó, là người nếu mà người ta thích rồi, người ta tin anh á, người ta không phải cần gian giái lại lục hay là người ta cho tiền, cho vật phẩm, mà cho quà bánh hay cho bất cứ gì anh cũng không nhận. Tại là mình không tham nữa, không ăn là không tham nữa. Thì người nói như vậy người ta sẽ tin mình hơn. Như vậy thì hôm nay là ngày 21 rồi, anh thấy sức khỏe của mình như thế nào? Anh cũng khỏe mạnh bình thường như mấy em thấy. Sáng anh vẫn... mẹ anh cũng muốn thử là sáng phải bắt chạy bộ 2 cây số á, thì anh vẫn chạy bình thường, có thể chạy xa hơn nhưng mà tại cái vòng đây, từ đây chạy xuống dưới đình này cho vòng về khoảng 2 cây số thôi. Như vậy thì 21 ngày qua thì anh chỉ uống nước và không ăn, nhưng mà vẫn có thể khả năng là chạy bộ mỗi buổi sáng là chạy được 2 cây. 2 cây số. 2 cây số. Cũng hay. Còn ví dụ thích ấy hơn, anh cũng có chạy 5 cây số được. Mai mốt nếu bạn nào thích thì cái dòng Bình Quế mình nè, khoảng khoảng 5 cây số, thì bạn nào thích anh sáng sớm hoặc mấy bạn ở cả tuần cũng được. Rồi để coi anh chạy. Như vậy thì anh nghĩ là khả năng anh có thể nhịn ăn được đến bao lâu? Người nói thì muốn gọi là nguyên suốt cái cuộc đời còn lại của anh á. Nhưng mà về cái câu chuyện khoa học ấy thì nó sẽ không, xét về góc độ khoa học á, thì sẽ không thể nào một con người mà không có chất dinh dưỡng nạp vào. Ngay cả Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Hồi xưa Đức Phật Thích Ca ngồi dưới gốc Bồ Đề cũng nhịn ăn mấy tuần. Thấy cái cách tu khổ hạnh nó khổ, không có, nó minh mẫn trí óc. Cho nên là Phật Thích Ca vẫn ăn uống. Thì nó, nếu mà cái cách anh chọn phương pháp này nó ngược với Phật giáo Nguyên Thủy đi, ngược với cách tu của Phật Thích Ca, thì anh có chia sẻ gì về điều đó mà không? Thật sự đó, người nói là người cũng không ăn, người uống. Tại Phật nói là Phật không ăn nha, Phật cho chúng sinh chứ
không cần cúng kiến gì hết, đó là Phật, cái Đức Phật trong anh nói nè. Còn cái mà tụi em đọc á là người ta ghi lại rồi. Phật nói ngày xưa người không ghi, người truyền bằng truyền miệng chứ không có ghi lại cái gì hết. Ghi là chúng sanh sau này ghi, nên 2500 năm có đúng có sai phải chắc lọc trong đó. Người cũng nói rõ nè, Phật không ăn, Phật cho chúng sanh là như ba mẹ cho con, cho không cần đòi lại. Nên khi các bạn người thương cho ai, người sẽ cho, mà không cần mấy bạn cúng lại tiền bạc vật phẩm cũng vậy. Thì Quy nói Phật phải như vậy nè, phải như Quy nè, là cũng không cần gì các bạn cho lại hết. Chỉ cần mấy bạn lắng nghe, thấu hiểu, rồi mấy bạn làm theo là được rồi. Chia sẻ với mọi người, hồi xưa anh Quy là làm nghề phục vụ ở trên một số tàu 5 sao, tàu Viễn Tây. Star Cruises. Dạ. Và sau đó thì anh về quê, ở đây thì đặt vớn cho vợ đi bán cá đúng không anh? Đúng. Rồi sau đó sống bằng cái nghề mở cái quán ăn này nè, buôn bán khách tới ăn uống. Và gần đây nhất là thu nhập chính của gia đình đó là nhờ vào YouTube. Nhưng mà mấy ngày gần đây thì thấy nội dung của anh không đăng về cảnh đi chèo ghe, chèo xuồng bắt cá nữa, mà anh chia sẻ về câu chuyện Phật Pháp rất là nhiều. Như vậy thì gia đình anh sẽ mất đi một khoản thu nhập rất lớn. Và có rất nhiều người hôm qua giờ em thấy bình luận trên kênh anh nói là anh làm như vậy mọi người không thích, mọi người nói anh là hình như có cái vấn đề gì đó về tâm thức. Cho nên là anh khi mà đọc những bình luận đó và anh thấy mình đang chuyển một cái hướng mới, chia sẻ về nội dung mới, thì anh có bình luận về cái câu chuyện đó mà. Thì người cũng Phật á cũng nói anh để anh an tâm là cả gia đình anh đều được người siêu độ hết, là tự động là cả nhà được ăn chay hết. Thì mấy đứa nhỏ cũng có ăn mặn ăn chay, người nói nhỏ mà nó chưa tu được thì nó thích ăn gì ăn đó. Thì nhưng mà người nói nè, con dạy con á, dạy như Phật á, là nó sẽ biết cho cái cần câu chứ không cho con cá, là mình không cần tích cóp của cho nó, mà nó sẽ thấy cái sống thanh đạm của gia đình nè. Không phải như Quy, nó không phải nhịn đói, nhưng mà nó sống thanh đạm là mình ăn chay ăn vừa đủ là mình sống được, sống khỏe, sống đơn giản. Thì sau này nó tự ra nó làm thì nó đủ sống là được rồi, nó rất là hạnh phúc vì cái điều đó. Cái đó là triết lý của Phật đó. Hai đứa con của anh Quy á dễ thương lắm, hai bé gái á. Là với con nít này rất thích ăn mấy cái món đồ ăn mà phù hợp con nít, như là thịt cá thôi. Nhưng mà con anh Quy thì gần như ăn rau được này. Ăn rất là nhiều đồ mà cây nhà lá vườn được. Như vậy thì khi mà thấy anh thay đổi về ý thức nè, thay đổi về cách suy nghĩ và thay đổi về cái nếp sống thì hai bé có chia sẻ gì không? Là cái bữa đầu về mà 4 tiếng mấy ở ngoài gia đình á, mấy bé nó về nó cũng thấy nó cũng sợ. Nhưng mà tối đó vô là người dạy, người lại vô anh, người nói dùng từ nhập luôn. Tại mình không biết cái từ mấy bạn nói Phật không nhập, nhưng mà tại mấy bạn chưa thấy Phật hay sao đó, nhưng mà người vẫn dùng từ nhập để rồi dạy hai đứa nhỏ. Tại có quay, bà xã có quay clip lại, nhưng mà rất tiếc cái có thể là cái thiên cơ bất khả lậu hay cái gì đó là không có tiếng. Nếu mấy bạn có muốn coi clip đó thì Quy, bạn nào đọc được cái khẩu ngữ các bạn có thể đoán là Phật dạy gì, thì Quy chỉ nhớ mang máng là nói cha nói mẹ nè, cha mẹ tụi con là cha mẹ Phật nè, là dạy tụi con không bao giờ ép tụi con ăn cho no, không bao giờ ép tụi con học sao như bằng bạn bạn bè, chỉ khuyến khích tụi con thôi. Tụi con chơi, tụi con học, tụi con ăn đều là cái nhu cầu của tụi con chứ không phải nhu cầu của ba mẹ. Bạn con còn khen cha mẹ tụi con là số 1, đúng không Ngọc, đúng không Trân? Thì đó, người này nói vậy. Nên nói hai đứa nó nhỏ nó thích lắm. Còn nói nè, bé Trân nè, con nè ha, 3 tuổi mà biết nhắc ba ta nói với con á, là ba con không được uống rượu đúng không? Nhưng mà con ra nói ba ơi một lon thôi nha ba. Vợ anh mà đâu có dám bây giờ nói anh uống gì. Có bạn nè, ta kêu ra lại, bé Na nó mặt nó hầm hực nè, đi tới đi lui ngay cái cửa bếp đó, đi tới đi lui. Nó nhìn anh, nó để cái tay như vậy nè, là một lon thôi đó, hay là một ly thôi đó. Người nói đó là ta dạy con đó, ta dạy con là người nè, con còn nhớ là nó hay nói anh vậy nè, ba con biết cái não ba hay quên lắm, ba có cần gì mẹ dặn mua cái gì ba nói con là bộ não của ba nè, con nói là về ba mua liền để mẹ khỏi cằn nhằn. Người nói đâu có đứa nào 3 tuổi mà nó biết như vậy. Rồi 3 tuổi mà anh với chị cự nhau dưới đây, anh đánh chị, cái chị xách con dao, cái nó đứng giữa nói giờ ba mẹ muốn gì, ba mẹ muốn sao, ba mẹ muốn con đi ra khỏi nhà này không. Thì Phật nói đâu có đứa nào mà 3 tuổi mà nó biết nói như vậy.
chỉ có nó là con của ta, ta dạy nó để dạy tụi con, để cho tụi con biết. Ừ. Tự nhiên cái em thấy anh thay đổi 180 độ luôn, anh thấy cũng cũng hơi bị chóng váng. Và từ một người mà thường xuyên câu cá, bắt cá liên tục như vậy đó, em cảm nhận hồi xưa anh nói là câu cá là một cái đam mê của anh. Ừ, đúng rồi, từ nhỏ luôn. Bỏ hết tất cả mọi công việc ổn định đó, cho mấy bộ cần câu dưới kia còn ở đây đốt hết. Còn bây giờ là đốt hết cần câu luôn và lắp cả ao luôn. Thì như vậy thì từ một cái đam mê câu cá của anh bây giờ bỏ đi, anh thấy cái người nó có khó chịu hay cái gì không? Không, anh không thấy gì hết. Thấy tâm bằng an lạc đúng không? Vẫn có nhiều bạn rủ đi câu khoe cá to mà anh cũng không có bị kích thích nữa. Thì anh lại quay qua khuyên, đó anh bị gì đó, tụi mấy em bớt đi nha. Rồi cũng nhiều khoe nhiều cá to cá ấy rồi đi câu đây, rủ anh đi đây đi kia nhưng mà không ấy. Nhưng mà Phật dạy anh nè, cái cách sống của Phật á là như vậy nè. Con khát thì con uống, con đói ta sẽ cho ăn, nhưng mà khi nào ta cho con mới ăn. Con buồn ngủ con đi ngủ, con vui con chơi, con thích thì con lại là con làm việc của ta đó. Đó là cái cách sống của Phật á các bạn, là mình làm theo, mình sống theo cái nhu cầu mình chứ không phải bị người khác áp buộc hay là phải sống theo cái đồng hồ gì hết. Phật nói vậy, như vậy là Phật thôi chứ không có đơn giản, không có gì hết. Triết lý của người vậy, thích gì làm đó đó, nhưng mà làm điều đúng chứ không phải làm điều sai. Vậy thì hướng tương lai sắp tới thì anh sẽ có kế hoạch gì với bản thân mình không? Thì người nói tại sao cái ở nhà xong một tuần sau là tối nào trước khi ngủ, khi mà nằm xuống bắt đầu người cũng giảng bên tai anh á, người nói ta thuyết pháp, giảng pháp cho con nghe. Thì giảng pháp, thuyết pháp rồi thông các kinh mạch nữa, rồi người chỉ mấy cái động tác nằm, con ngủ là con ngủ như vậy nè, người đỡ chân, đỡ tay rồi lại, rồi thông khí huyết, rồi một tay nằm gì thì cái tay này sẽ đi xoa bụng lên tim, xoa miệng là xoa miệng, xoa mũi, xoa mắt, xoa lỗ tai, người nói là khai ngũ quan. Người dạy xong mà dạy khoảng tuần sau cái người như người hỏi cái gì đó trong miệng mình cứ mình nhẩm mình trả lời gì đó, cái người dỗ trán như nè, người xoa là thông hiểu đó, thông hiểu rồi đó. Thì dưới cũng có người cho anh, người nói ta cho con cái túi càng khôn, nó cũng có nhiều cái phép nhiệm màu. Một á là nắm tay ai nếu ấm á là người đó sẽ nghe con thuyết pháp, nếu mà lạnh con rút tay lại liền, gì đó là yêu ma quỷ quái, con cứ niệm tên ta sẽ giải quyết cái người đó. Con tịnh độ siêu sinh cho ai, con phải nắm tay người nào tay càng ấm người đó càng có cơ duyên đến với đất cõi Phật của ta, tay lạnh thì con đừng có. Tại anh nói anh muốn, tại anh cũng hỏi người, nếu mà lỡ con gặp yêu ma quỷ quái mà con thương quá con dắt lên người không sao, lên đất ta làm được hết, ta bỏ vô túi càng khôn, luân hồi xoay chuyển, cầm luân cổ ải gì đó bỏ vô túi của người. Thì đó, nên càng làm mình yên tâm hơn. Sau đó là thông hiểu hết nhiều vấn đề. Tại như vậy anh cũng nghe má năm anh á, rồi dì ruột anh chạy xuống, dì cũng tu ăn chay mười mấy năm á, chạy xuống xong mà ngồi hỏi gì về Phật pháp, anh nói đúng rồi con nói vậy là đúng rồi chính xác. Mà từ nhỏ đến giờ anh đâu có đi chùa, không có tìm hiểu gì về Phật pháp hết hả? Nói không đi chùa thì không đúng. Thì có một năm á là ngoại nói bay ráng ăn bữa chay, bữa sáng mùng 1 á ăn chay rồi đi vô lại chùa vô đình, thì có chở mấy đứa nhỏ vậy thôi chứ không bao giờ mà ngồi nói chuyện với ông thầy chùa hay gì á. Nhiều bạn cũng trong mấy clip mấy bạn sẽ coi đọc comment sẽ biết là mấy người kêu Quy đi những hành trình trên sông, có những chùa lớn ghé vô quay cái Quy nói mình là người săn bắt, thằng sắc xanh mà tự nhiên đi vô chùa làm gì trong đó. Sau này mới có quay một hai chùa đó, chứ trước đây hiếm bao giờ giống như chùa. Và bản thân bây giờ anh nhìn những con cá bơi dưới này thì anh thấy như thế nào, có cảm xúc gì không? Thì anh thấy anh muốn anh lại thích cái yên bình. Sáng anh cũng ra ngắm cá, mấy chim lắm, chim nó về đây nhiều lắm, sáng nó kêu đầy hết à. Bữa nào tụi em xuống đây thì sáng em cá nó cũng tung tăng bơi lội, nhưng mình cũng không thấy, không giết hay gì hết. Anh nói vậy là nó sống an bình. Tại người nói đất Phật là những con chim muôn thú nó sống an bình khi mà mình ở trong một cái môi trường thanh bình là tâm mình có Phật à. Vậy đó, người nói vậy.